Xin chào quý vị và các bạn. Buổi chiều chủ nhật ngày 28 tháng 7 năm 2024. Báo cáo với lại quý vị, buổi sáng hôm nay được các cháu cho đi chơi. Về thì ăn cơm cháo, phích diều rồi làm bài ca bên cánh võng. Bây giờ mới làm được video. Thì ngày hôm qua thì đi lấy hàng về, thì tối qua thì dã rời ra. Thế nên là ai mà điện cho mình mà chưa được, nhắn tin cho mình mà chưa trả lời thì cũng thông cảm cho. Số điện thoại để quý vị và các bạn liên hệ: Trần Văn Chốt, Radio Cassette, link phụ kiện về Radio Cassette, băng cassette 0368888479. Hân hạnh được phục vụ. Trân trọng kính mời quý vị và các bạn. Nội soi đôi Mỹ loa đài Sony có model CFS1058S. Đôi Mỹ loa này mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất quả đất 450.000 đồng. Và cũng thưa để mọi người biết được, đã được một người thượng đế ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, đã Trần Văn Chốt từ hôm thứ Bảy cơ. Ngài đã chuyển thóc cho mình từ hôm thứ Bảy rồi. Thế nhưng mà ngài chuyển thóc từ hôm thứ Sáu, nhưng mà thứ Bảy mình đi lấy hàng nên mình chưa gửi cho ngài được. Nay chủ nhật thì đơn vị vận chuyển người ta nghỉ. Ngày mai thứ Hai thì sẽ gửi đôi Mỹ loa đài Sony 1058 cho thượng đế ở Bình Thuận. Quay video nó có tiếng nhạc thì quý vị và các bạn thông cảm cho. Ở bản của mình thứ Bảy và chủ nhật thì từ sáng đến tối là tiếng loa kéo kéo, không biết làm thế nào được. Việc của mình là mình vẫn cứ phải quay video thôi. Đây là mặt tiền. Đây là mặt tiền đôi Mỹ loa đài Sony có model CFS1058. Sony 1058, 1055, 1065S gì nó giống nhau, giống nhau. Đây mặt trước đây. Đấy, đã tắm rửa vệ sinh sạch đẹp rồi. Đây. Đây một cái chân ốc này. Hai chân ốc này. Đây. Đấy. Tiếng cái loa chép này. Lát nữa sẽ hàn vào tại vì phải tháo ra tắm nước. Tháo ra tắm nước nên là phải gỡ loa chép ra. Nếu không để tắm nước thì hỏng hết bánh kẹo. Cái lưới bên đây thì sơn lại này, lưới bên đây sơn lại. Chân ốc này. Chân ốc này. Chân ốc này. Loa chép chân ốc này. 8644 gọi điện tắt ngay và luôn. Đang quay video mà gọi điện thì phải tắt, phải che cái màn hình. Đồng chí lượng thứ cho. Đây là cái vỏ thùng đằng sau này. Một cái chân ốc này. Hai cái chân ốc này. Vệ sinh sạch đẹp này. Đây chân ốc này. Chân ốc này. Đấy. Cái rãnh này lắp loa vào đây khóa này. 8644 lại gọi lại tắt. Đây là cái mà để quấn loa dây loa vào ấy. Nó bị vỡ một tí nhựa đây này. Nhưng quan trọng nhất là cái loa. Đây, cái đấy nó ở đằng sau cũng chả ảnh hưởng gì cả. Chân ốc này. Thùng vệ sinh sạch đẹp này. Đây, chân ốc này. Chân ốc này. Đấy, khóa loa này. Đấy. Đấy. Và bây giờ là đây mới là Mỹ loa này. 8644 lại gọi lại tắt. Này, đeo cái kính vào nhìn cho nó rõ. Đây, không có thằng cu này không nhìn thấy gì cả. Quý vị thông cảm cho. Thông số kỹ thuật 2,3 ohm 3,2W. 2,3 ohm 3,2W. Số seri 5055-65-11. Bên đây 8644 lại gọi lại tắt. 5055-65-11 trùng seri nhé đây. Trùng seri nhé. Đấy. Bây giờ xoay loa. Loa đã được nông dân kiểm định về vấn đề độ zin và độ mỹ mãn, độ chất lượng. Đây là chất lượng cao, high quality. Khang 1861 xương loa vàng thẻ.
8644 gọi cuộc này là cuộc thứ 5, tắt ngay và luôn. Gọi đến 50 cuộc cũng tắt. Đồng chí thông cảm cho đang quay video mà bây giờ dừng lại thì kính chẳng bỏ phiền. Không có một cái lỗ thủng trong kim được à? Ở đây, đây cỡ này có cái lỗ, nhưng mà cái lỗ này thì nó lại ở, nó giáp vào gì cơ. 8644 gọi cuộc này cuộc thứ 6, tắt ngay. Rốn này. Đây là Mỹ Loa còn zin thật chứ không phải zin là lời nói. Vì đã thấy chữ 1861 vào đây rồi thì miễn bàn về vấn đề chất lượng. Miễn bàn. Đây. Cuộc này cuộc thứ 7, 8644 lại gọi. Chắc là mót lắm rồi. Chứ nợ thì mình không nợ. Chỉ có gọi điện thoại mua hàng thôi chứ nợ thì mình không nợ. Cuộc này cuộc thứ 8, tắt ngay. Gọi ban ngày chứ nếu mà gọi 11 giờ đêm mà như thế này là đi xi ma cao ngay đấy. Có rất nhiều số điện thoại gọi đêm là cho đi xi ma cao ngày. Đây gọi cuộc đời thuộc thứ 9 này. Đấy. Một cái này. Cái này cái thứ hai này. Mười tám sáu một này. Ui dồi ôi, xương loà nó như thế này. Côn này, đây dây này, cái loa còn zin thật, xem nó sướng đời, no con mắt. Này. Ôi trời, no con mắt. Cái loa của đài Sony 1058, 1055 và 1065, cái mũi này, cái rốn loa này, cái rốn loa này nó phải đen. Nhưng còn cái rốn loa trắng là cái loa bị lai rồi, loa không còn zin nữa rồi. Này. Ôi trời. Như thế này, hai loa nhìn cùng một màu nhá, giống hệt nhau, trùng số seri nhá. Thích không? Này thì có xứng đáng với đồng tiền bát gạo chuyển thóc 450.000 đồng từ hôm thứ 6. Thứ 7 thì mình đi lấy hàng. Thứ 7 đi lấy hàng không đội xoay được. Chủ nhật thì hôm nay là chủ nhật. Bây giờ mới đội xoay, video sau sẽ test. Tét rồi bọc ni lông đóng một thùng xốp mới đen đẹp, đen đẹp. Ngày mai thứ hai đơn vị vận chuyển người ta hoạt động trở lại thì sẽ gửi. Ôi trời. Này. Như thế này. Xoay này, bắt đầu xoay này. Ôi trời ơi. Nó xứng đáng với lại đồng tiền bát gạo mà quý vị bỏ ra để trần văn chốt những sản phẩm của lão nông, chứ còn làm cho mèo tiền gửi rồi bây giờ gửi cái loa gì chả được. Đấy, nhưng mà làm cái trò mèo đấy, mua được vài đồng, mua cái này cái nọ, ăn sau một thời gian nó cũng chuyển hóa thành cái khác hết. Quan trọng nhất là cái thương hiệu của lão nông Chi Điền là chỉ cung cấp những sản phẩm chất lượng cao và chất lượng thật, chứ không cung cấp những sản phẩm chất lượng ở lời nói. Thôi dừng video đây để xem đồng chí này, đồng chí gọi 10 cuộc một lúc. Chắc là coi như thế là muốn chốt cái gì lắm rồi đây. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Giờ số này lại số khác, số này là số 9429. Tắt ngay và luôn. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.